Chào mừng tất cả quý vị đang dõi theo video. Ở video này, KTV sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để giao dịch mua bán coin trên ví KLV. Quý vị ai chưa biết tạo cái ví KLV thì quý vị tìm những video trước mà KTV đã chia sẻ. Thì đây là cái ví KLV mà KTV đã đăng ký. Đây là một cái ví phi tập trung và quý vị có thể mua trực tiếp trên ví. Đây, KTV sẽ vào cái biểu tượng ví này. Hiện tại thì KTV đã để sẵn TRX ở đây để làm phí giao dịch. Đó. Và KTV đã để sẵn 60 USDT để KTV sẽ mua một cái token trực tiếp trên cái ví này. Đó. Quý vị để ý này, quý vị muốn bật tắt các token thì quý vị vào cái biểu tượng đây. Đó. Bây giờ KTV sẽ vào để tắt cái 888 này đi nha. Hoặc bật nó lên thì quý vị cũng vào cái này. Đây. KTV sẽ bấm vào đây để tắt cái 888 này đi này. Rồi, quý vị bấm mũi tên này để trả lại này. Thì quý vị muốn nhận thì quý vị bấm vào cái biểu tượng. Nếu quý vị muốn nhận USDT TRC20 này này thì quý vị bấm vào này và bấm vào cái biểu tượng sao chép để copy cái địa chỉ nhận. Thì quý vị có thể gửi USDT từ ví VNDC, từ Remitalo hoặc từ Binance gửi về đây qua cái network là TRC20 và gửi cái TRX về để làm phí giao dịch. Rồi bây giờ tiếp theo quý vị vào cái biểu tượng đây này, phía góc dưới màn hình này. Quý vị nhập vào cái ô tìm kiếm là ZSwap. Đây, ZSwap.io này. Rồi KTV sẽ tắt cái này đi. Nếu quý vị có nhiều TRX thì quý vị mua trực tiếp bằng TRX. Còn ở đây KTV chỉ có ít TRX nên chỉ để làm phí thôi. Và KTV sẽ mua bằng USDT. Đây. Quý vị muốn mua cái token là KLV thì lần đầu quý vị ấy vào cái CoinGecko đây này hoặc là johnscan.io, johnscan.com để quý vị lấy cái contract của nó. Đây. KTV sẽ vào CoinGecko ở ô tìm kiếm đây này, quý vị hãy đánh là KLV thì nó sẽ ra cái thông tin. Đó, đây. Quý vị hãy copy cái contract đây này. Ok. Còn bên dưới này là danh sách mà KLV nó đã nít trên một số sàn đây này. Bởi vì có một số người họ không quen cái đăng ký cái KIC nên hơi bất tiện. Vì vậy họ thao tác trực tiếp trên ví cũng rất chi là tiện lợi, không mất thời gian đăng ký và KIC. Rồi sau khi copy xong, quý vị trở lại cái ví. Quý vị bấm vào cái đây, quý vị bấm vào đây này. Quý vị dán cái contract và copy vào đây. Đó, thì nó sẽ ra cái mã KLV. Quý vị bấm vào add. Thì ở đây KVTV đã add nó rồi. Quý vị bấm chọn luôn này. Ok, quý vị thử kiểm tra cái giá của nó hiện tại bao nhiêu này. 0.108. Rồi, đây là giá ở trên sàn ZSwap. Quý vị trở lại cái ví này. Đây. Quý vị kiểm tra trực tiếp giá ở trên ví. Đây, quý vị vào cái biểu tượng mũi tên đây. Hai chiều này. Đó, quý vị hãy kiểm tra giá ở đây. Ở ô thứ hai quý vị chọn là USDT TRC đi. Đây, quý vị nhập số lượng 0.013. Ok. Vậy là giá ở trên sàn ZSwap và giá ở trên ví nó cũng tương đương nhau thôi.
Rồi bây giờ nếu quý vị muốn mua trực tiếp trên cái này thì quý vị chỉ cần chuyển đổi từ cái đây, quý vị để là USDT này, bên dưới quý vị để là KLV đó. Và ở đây trên cái ví này, cái số lượng mua tối thiểu là 53,55 USDT đó. Quý vị muốn mua bao nhiêu thì quý vị nhập ở đây, KTV sẽ mua 60 USDT đi thì KTV sẽ chọn 100% này đó. Rồi xong quý vị bấm like. Đó, đây là cách mua ở trên trực tiếp ở trên ví, nhưng mà KTV sẽ mua trực tiếp ở trên sàn Zaswap đi. Đây KTV quay lại sàn này. Ở ô đầu tiên KTV sẽ để là USDT. Ở bên dưới KTV sẽ chọn là KLV. Rồi KTV mua tất, KTV sẽ bấm vào max này. Đó. Rồi quý vị bấm vào swap này và confirm swap để xác nhận này. Ok, quý vị bấm vào confirm đi. Quý vị xác minh này. Rồi, nó đang pending đấy. Quý vị chờ vài giây. Ok. Vậy là swap đã thành công. 60 USDT bằng 544 KLV. Quý vị hãy close đi. Bây giờ quý vị hãy trở lại cái ví để xem là cái KLV nó đã về ví chưa và nó đã trừ USDT chưa này. Quý vị chọn vào đây một lần nữa. Đây. Rồi, đó. Vậy là cái token KLV nó về ví của quý vị luôn đây này. Vì là trượt giá nên ở đây KTV nhận được là 542 KLV này. Và cái USDT nó trừ hết luôn rồi đây này. Đó. Ok, vậy là KTV vừa chia sẻ cùng quý vị cách để mua bán các token trực tiếp trên cái ví phi tập trung KLV. Và KTV xin kết thúc video tại đây.